sẽ cho đi các bạn xem tham quan khu đô thị Thanh Hà. Mình sẽ chạy hết con đường này xem mình thấy lại nhé. Khá là rộng. Quay đây. Vâng. Sao hết xăng rồi. Bên dưới giờ hết xăng rồi. Sâu vãi lộn. Đi tiếp theo nó có lối ra không? Thế đây à. Các bạn nhé, đây là lối đi. Chỗ này vẫn vẫn đang săn lấp mặt bằng đấy các bạn. Chắc đây sau là cái hồ. Đấy chắc là đất vượt lên dân mua. Khá là rộng các bạn. Bên kia là cái hồ nhá. Xa phết đấy. Wow. Trong này có hồ nữa này. Nhỏ gì cũng lại sao biết xăng không. Bất động sản đây, mình sẽ quay cho các bạn xem đây, bất động sản quanh đây. Xem từ ra đầu kia mình sẽ hỏi con bé xem nó bán thế nào nhá. Trời, đường đi rất đẹp các bạn. Chắc là mới xây làm xong khu này.
có con nhỏ ấy rồi. Con nhỏ ấy rất xinh á. Bán ở dự án này rồi. Anh hỏi tí không? Anh quay à? Anh quay giá để cho sếp anh xem ấy mà. Được không? Nhưng mà bây giờ là em làm gì có giá? À gì bây giờ thì mình tư vấn cái này gì? Anh đang muốn hỏi về giá của mình. À nghĩa mình muốn mua đất ở trong này này thì bây giờ mình muốn hỏi giá xong hay là bây giờ bên mình tư vấn những cái gì? Có mặt đất nhưng mà anh đang muốn hỏi giá ở đâu? Đây anh ơi. Ở khu mình vừa đi vào đây là khu nào? Đây này. Con đường này là con đường 50m này đúng không? Vâng. Thì sẽ là bên này sẽ là khu A, bên này sẽ là khu B đây này. Bên này là khu A này. Bên này là khu B này. Vâng. Đó. Thế bây giờ mình xem giá ở từ khu bên này là khu chung cư đúng không? Vâng. Thì mình bán đây là chung cư này. Còn đây là biệt thự này. Các cái ô to to là biệt thự này. Dạ. Đó. Là gì? Thì những ô ở trong này thì bao nhiêu nhỉ? Chị ngồi đây. Đường 4m. Em đang có một ô ở trong đây này, có biệt thự một ô trong đây này. Vâng. Giá thị trường ở đoạn này thì rơi vào tầm khoảng 37.5. Thế nhưng mà hiện tại thì em muốn bán thì cắt lỗ. Vâng, vâng. Văn phòng muốn bán thì cắt lỗ. Thì bây giờ là giá của căn này sẽ là 36.5. 36.5. Xuống hẳn một giá luôn. Thế mình mua ở đây thì gần quán kinh cà phê bên dưới kia anh. Giấy tờ nó như thế nào nhỉ chị nhỉ? Chị tư vấn. Giấy tờ thì sẽ làm việc với cả chủ luôn. Với chủ. Vâng, em chỉ ấy thôi. Chị có thể tư vấn. Có nghĩa là chị ấy gửi cho em hàng này để bán. Đấy. Thế bây giờ có thể tư vấn qua được cái giấy tờ trong cái khu này được không? Ví dụ đấy, như là bao giờ lấy sổ đỏ giả hạn. À hoặc sổ đỏ thì đến lúc mà anh có đất rồi anh xây lên thì cái đấy phải nói chuyện với chủ. Chuyện với chủ á? Em không có hỏi cái sổ đỏ. Thì bây giờ anh có muốn đấy không? Để em hỏi cho. À không, nghĩa là bây giờ mình khu này là phải có sổ đỏ hết rồi. Mình phải hỏi trước về chưa, giấy tờ này. Chưa sổ đỏ. Vâng. Người chưa có sổ đỏ á? Sau thì vẫn có thôi, nghĩa là sau vẫn có. Sẽ có. 1-2 năm rồi à? Chứ không phải là luôn à? Tưởng là luôn. Tưởng là 3-4 tháng sau thì có. Thế chưa có luôn. À. Vâng. Bây giờ nó chỉ tưởng là cái này là sổ đỏ. Chúng tôi là sẽ sổ hồng. Chưa có. Đây là đất của dự án bán ra đúng không? Đúng rồi chị ạ. Chủ đầu tư sẽ bán cho các sàn em là sẽ bán cái số lượng nhiều. Rồi sau đấy các sàn sẽ bán cho dân là số lượng lẻ lẻ từng một. Gọi là ví dụ chị mua một căn chung cư ở đây thì bọn em sẽ nhập cả tầng đấy luôn. Và bọn em sẽ bán lẻ cho chị là từng căn một. Đấy. À, em thuộc công ty gì đấy? Em bất động sản Thăng Long bên trong đây. Chị muốn hỏi về không, chị đang muốn ô trong này thì ở mạn đằng này. Không, bên này sẽ đi vào trong kia. Đây, chuẩn cái sơ đồ của nó đây, cái đường đây anh. Cái vòng xuyến này là nó ở dưới kia. Đấy. Bên trên này là bên trong kia. Vâng đúng rồi. Đi thẳng lên là bên trên này. Đấy. Còn các ô góc của nó tầm khoảng 400 mét vuông thì đó là gần đây. Ô góc mà các cái ô góc bên này như này cũng gì? Có nhiều ô góc.